thể tranh luận tay đôi với các anh được. À, chứ anh không thể mang cái bằng chứng của họ que ra đây được. Bằng chứng nào? Nếu các anh tin không tin bằng chứng, các anh về đây. Nào, các anh về đây đi với tôi đến tận thực tế. Các anh bảo mất biển đảo rồi, mất ra biên giới rồi, các anh về đây đi với tôi thực tế lên tận trên coi như là thác Bản Dốc, lên tận thác Bản Dốc, lên tận ải Nam Phương. Vâng. Đấy là thực tế nhất. Đấy, không cần phải nói nhiều với các ông là cãi nhau là ông mang cái bằng chứng nọ, bằng chứng kia về làm gì cả. Tôi không cái bằng chứng thì không thiếu. Tôi dám nói với các ông là ông Donald Trump cũng là giả. Nào, tôi có bằng chứng đây. Đúng. Nói gì ông ai ai mà chả nói được. Nói ai cũng nói được, đúng, à. Nói ai cũng nói được. Cho nên là nếu các ông bảo rằng là các ông bảo biên giới mất, các ông về đây với tôi đi ra cột mốc biên giới, trực tiếp ông thích cột mốc nào, tôi dẫn ông đi. Thế là không thể nào cãi vào đâu được. Là ông bảo mà ba đặc khu kinh tế là bán cho thuốc, ông về đây đi với tôi ra đặc khu kinh tế gặp ngay dân ở đấy luôn. Ông thích ra bên ra chỗ nào, Vân Đồn hay là Bắc Vân Phong hay là Phú Quốc hay là cái gì đó, ông thích ra đâu tôi đưa ông đi đấy. Đấy, nói rõ này là bằng chứng nhất. Tôi nói cãi vào đâu. Tôi nói siêu ấy, vừa nãy tôi có ở cái diễn đàn của Hà My ấy. Có một cái chị ở Vân Phong. Đúng rồi. Chị rồi, rất thật thà mà rất là hay. Đúng. Chị bảo chị làm 15 năm ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cứ mỗi năm thì chị dư được 10 triệu. Sau đó chị gửi về. Về Vân Phong thì chị mua đất. Bây giờ hiện nay chị có 10 miếng đất mà có chị tính ra coi như hàng tiền trăm tỷ. Đúng không? Thì nói chung là đấy những người ta chịu làm, chịu khó, tiết kiệm, nọ kia tất cả thứ và gặp một chút may mắn nữa là chị giàu có. Đúng. Mà trong đó hiện nay những người dân ở Vân Phong người ta cũng được nhờ về đất đai rất là nhiều. Đúng, bà con rất phấn khởi. Bây giờ đất đai ở đây đó người ta lên chỉ vì lên là do như thế nào? Làm khu coi như là chuẩn bị làm đặc khu kinh tế. Đúng không? Thì giá đất nó mới lên. Đúng. Chứ còn bây giờ cái vùng Vân Phong tôi nói anh đã đến cái khu vực đấy rồi. Nếu mà đấy không làm cái đặc khu kinh tế thì bà con làm vẫn là làng chài nọ kia vẫn cứ gọi là nghèo. Không thể khá được. Nghèo. Đấy. Đúng. Đấy. Tôi nói thật ra tôi thì Bắc Vân Phong tôi chưa đi, Phú Quốc thì tôi đi cách đây từ cái năm 78-79 cho tôi không biết. Dạ. Còn cái Vân Đồn thì ở gần đây tôi ra đấy, dân người ta hàng ngày người ta mong muốn là có coi như là đặc khu để người ta làm ăn. Người ta mà hàng ngày, mà trong khi đó công bao que không hải ngoại công cứ kêu loạn lên là bán đồ bán hết rồi, mới chung quanh cái tràn lan hết rồi. Như vậy là các ông nói một cái mà công ở xa công không nhìn thấy, các ông nói bừa, gọi là không khác gì gọi là tôi nói anh voi. Cứ Việt Nam ấy mà càng phát triển bao nhiêu thì những bọn nó càng cay cú bấy nhiêu. Tôi nói anh đúng, vì đúng, là đúng, càng phát triển lên đời sống nhân dân càng tốt lên, về kinh tế, về quốc phòng, đúng, về an ninh, tất cả các thứ càng vững mạnh lên thì đúng, cái cơ hội dù nhỏ nhoi nhất của chúng nó cũng không bao giờ còn nữa, thì chúng nó càng cay cú. Đúng. Đấy, cho nên chúng nó phải phá đây ạ. Đấy, theo ý tôi là như thế. Đúng, chúng tôi khẳng định ở trong nước Việt Nam này là những người nghèo mà không có ăn chỉ có bọn dân chủ quậy, không nhờ ba que gửi tiền về là cái bọn sẽ chết đói. Đấy, còn những người dân bình thường người ta chịu khó làm ăn, ít nhất người ta cũng của ăn của để. Đấy, nên như thế, đúng không? Không để được nhiều người ta cũng để được ít, để ra được ít. Ít nhất người ta cũng làm được nên một cái nhà để người ta sống ở, người ta vĩnh viễn đời con để cháu người ta hưởng. Chứ không phải như ông mấy ông bao que. Đấy, ví dụ thế. Chỉ có bọn hèn người làm, trộm cắp. Có những thằng ăn trộm cắp, có thể nó ăn trộm cắp được mấy trăm triệu liền một lúc. Nhưng mà rồi nó cũng tiêu hết ngay vì nó không có ăn việc làm gì, nó tiêu hết. Ăn tiêu hết, nó lại đi trộm cắp. Đấy là những thằng nghèo. Nói rồi, một câu xin lỗi anh Trần Siêu. Ở đây có chị Lisa Nguyễn này, là Việt Kiều ở bên anh cứ nói đi, Việt Kiều ở bên Canada. Nếu mà chị muốn tham gia diễn đàn này, hình như ngày xưa, tức là trước kia chị đã tham gia diễn đàn của em một lần rồi. Cái hôm anh em mình ngồi Hà Nội, ngồi vỉa hè chỗ đó, thì chị Lisa Nguyễn đã tham gia rồi. Thì bây giờ là chị muốn tham gia thì chị ok đi. Thì anh Trần Siêu nhường cho chị. Vâng, xin mời Trần Siêu. Ta dặn là anh em trong diễn đàn nhá, nếu mà link kêu mà tôi không vào được thì tôi vào và mượn cái link này tôi vào là tôi đấy nhá. Cái link này là tôi mượn tôi vào đấy, link kia mà không vào được, link kia bây giờ vào là chị cũng không thể vào nổi. Thế một người hôm qua không vào được nhưng mà đến tối lại vào được. Vâng. Ban ngày không vào, tối vào được, hôm nay tối là không thể vào nữa. Thế thì không biết cái link nó làm sao. Đấy, thì là tôi vào cái link này thì đấy là link của tôi, mọi người nhớ là như thế. Yeah. Thế nhưng cái link này là mượn thôi, mượn nhưng mà vẫn vào được, thỉnh thoảng vào là nói chuyện được đấy như thế. Thế còn bây giờ là tôi nói là chuyện thẳng mê ông bao que, các ông ấy đủ mọi cách để các ông xuyên tạc,
người ta thừa hiểu rồi, dân Việt Nam người ta thừa hiểu rồi, không cần phải nói nhiều. Các ông ấy, cái bằng chứng của các ông toàn cái bằng chứng công và tự công bao que, không làm ra cái bằng chứng nữa đâu. Người dân người ta không tin nữa đâu. Này, cái bằng chứng của chúng tôi là xin lỗi, bây giờ đây Hùng Lân hỏi này, tức là hỏi xem là cái Trung Quốc đã chiếm được mấy đảo nhỏ của Hoàng Sa, Trường Sa không? Cho nên nói với, bây giờ mình mới nói với Vũ Sư Hồng đây Lân. Để không không là... để em nói, để tôi trả lời cho. Để cho Vũ Sư Hồng Lân lấy cái tư liệu để về Vũ Sư Hồng Lân nói. Hiện nay Hoàng Sa Trung Quốc đã lấy hết sạch từ năm 1974 rồi, đúng không? Còn đó, lại ở Trường Sa thì năm 1970 nó năm 1988 thì Trung Quốc đã chiếm những cái đảo chìm nhá, tôi nói là đảo chìm nhá. Gạc Ma với lại thằng Lendao. Còn hiện nay nhá, thì mấy cái đảo chìm hiện nay Trung Quốc sở hữu 7 đảo và điểm đảo ở ngoài đảo quần đảo Trường Sa. Việt Nam sở hữu 41 đảo và điểm đảo ở ngoài quần đảo Trường Sa. Malaysia sở hữu 7 điểm đảo nhá, tức là những cái đảo đảo chìm mình gọi điểm đảo chứ không có, mà riêng Malaysia thì không có một cái đảo nào nổi nhá. Còn Trung Quốc nhá, thì toàn trước một năm 1988 mấy cái đảo gọi mấy cái điểm đảo chứ Gạc Ma và cái đảo mà Kunlun ấy, đấy là cũng đảo chìm. Nhưng bây giờ người ta có tiền, người ta lên dùng đá điếc các tất cả các thứ, người ta bồi đắp lên thành những cái đảo nổi đấy. Cho nên nói đây, sư Hồng Lân lấy cái tư liệu để mà về cái kênh của mình, không nói mình những... để tôi nói rõ hơn này cho Hùng Lân hiểu này. Năm 1975 sau khi quân Ngụy bỏ chạy rồi, người Việt Nam chúng tôi chỉ tiếp nhận đúng có 5 điểm đảo đầu tiên, 5 cái đảo đầu tiên. Không, đầu tiên chỉ có 5, đầu tiên chỉ có 5 thôi. Đầu tiên chỉ có 5 đảo đầu tiên thôi. 5 đó, 2 cái đảo kia nhỏ, sao mình lấy sau là 7. Đấy. À, là 7 điểm đảo. Nhưng mà phải nói là cái đảo Bao Bình là đảo lớn nhất, là Việt Nam Cộng Hòa, là ông Thiệu đã, ông Diệm đã giao cho Đài Loan là từ năm 1956. Đấy. Nó là như thế. Còn lại 7 điểm đảo là mình chiếm giữ. Còn tất cả các đảo khác, các điểm đảo khác gọi là các điểm đảo, là đảo chìm. Khi nước lên là nó chìm, mà khi nước rút thì nó mới trơ ra đá lên thôi. Thì Việt Nam mình tiếp tục chiếm. Ngay năm 1958 mình chiếm liền lúc 12 cái điểm đảo đó, cái bãi địa, bãi ngầm đó, đá ngầm đó. Trung Quốc chiếm được 6 đấy. Malaysia 5 điểm. Và Indonesia đấy là chiếm 5 điểm. Đấy là như thế. Tất mình hiện tại bây giờ Việt Nam mình chiếm ở ngoài Trường Sa bằng tất cả 6 nước khác cộng lại. Đấy. Mới bằng Việt Nam mình chiếm. Nói rõ là cho Vũ Sư Hùng Lân tìm hiểu cho nó kỹ. Đấy. Không, bây giờ này. Tôi nói anh ấy, Vũ Sư Hùng Lân ấy bây giờ cơ bản là lên những cái tin lấy được rồi. Thành công của Vũ Sư Hùng Lân mới nói là ví dụ Gạc Ma, Cô Linh rồi là thuyền trại rồi là đá lát. Đấy. Đấy, đấy. Tức là tôi chỉ nhớ về loáng thoáng vậy thôi đấy. Rồi, ví dụ rồi, như rồi. Tức là mình bây giờ mình đi sâu và mình tìm hiểu chẳng cần phải tên gọi nó là cái quái gì cả, đúng không? Mình chỉ biết là cái số lượng là như thế thôi. Cho bây giờ Vũ Sư Hùng Lân muốn coi như là mình phải coi như vậy nói thẳng cái tên, ví dụ thuyền trài đá lát, ví dụ Gạc Ma hoặc con Linh là ai biết, hoặc mấy cái điểm kia nữa. Đúng rồi. Đấy, cho mình những không điểm cần đó, Trung Quốc nó chiếm cần, mà nó bây giờ nó bồi đắp lên. Đúng rồi. Vâng. Bồi đắp lên thành đảo chứ không phải là đảo. Đấy là kể cả thế giới người ta cũng không công nhận nó là đảo mà. Đấy, thế cho nào phải tìm hiểu cho nó kỹ đi, chứ không có điểm đảo mất nào mất cả, chỉ có chiếm ra thôi chứ không bị mất. Nói cho Hùng Lân biết là như thế nhá. Không. Mà cái trình độ của Hùng Lân này tôi nghĩ là cũng không thể có đủ trình độ để mà hiểu về điểm đảo. Tôi khẳng định như Vũ Sư Hùng Lân là như thế. Nếu thích về đây cho ra điểm đảo xem. Về Việt Nam đi, dẫn ra điểm đảo mà xem, mà nhìn thấy tận mắt. Có tin không? Cần gì phải cãi nhau, cần gì phải nói. Tôi không cần tranh luận đâu. Ông thích, ông bảo không tin, ông về đây. Dẫn ra thẳng điểm đảo mà xem. Được chưa? Công chứng kiến, công đứng ở đại điểm đảo đó, công chứng kiến ra đấy, đếm xem có đúng không? Đúng, bây giờ này, không phải nói là... Không. Bây giờ em nói anh Trần Siêu, bạn Đô, bạn nói một cái câu này cũng là chính xác, không phải nó chiếm mà cái thời gian trước hiện nay ấy, là mình ra mình định bồi đắp lên để là mình cắm cờ móc cắm mốc chủ quyền. Cái vụ 588 ấy thì bắt đầu nó mình chưa cắm mốc chủ quyền nhá. Nếu mà nó chưa mình cắm mốc chủ quyền thì người ta mới, tức là mình mới gọi là nó chiếm, nhưng hiện nay mình chưa cắm mốc chủ quyền. Nhưng mà bây giờ đấy, từ năm 1988 đến nay những cái gì Việt Nam đã cắm mốc chủ quyền rồi, đúng không?
thì thằng Trung Quốc nó có không đánh chiếm nữa. Đánh bật cái lá cờ hoặc đánh bật cái gọi là cái sàn đấy ra để mà nó cắm lá cờ của đấy nó lên không? Đúng, bạn ấy nói là bảo nó chiếm là không đúng. Đúng, đúng rồi. Khi mình đã làm lên một cái nhà giàn nào đó rồi, cắm lá cờ đó rồi thì thằng Trung Quốc không bao giờ dám đến đấy để đánh bật cái nhà giàn ra nữa. Chẳng qua cái lúc đảo Gạc Ma là mình và Trung Quốc cùng đến cái đảo Gạc Ma, nói đúng là như thế, để cùng chiếm. Mình cắm lá cờ của mình và Trung Quốc nó cũng lên nó chiếm, nhưng nó mạnh hơn thì nó cướp được. Thế thôi, đấy, đấy nói rõ là thế. Chứ còn thực tế ra mình cứ nói thẳng một câu là Biển Đông nhá, Biển Đông là của thế giới, không phải của Việt Nam. Chỉ có đảo nào là Việt Nam mình đã công bố là không, nếu mà, cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao nếu mà em mà nhìn thấy nó xúc phạm bác là em dốc luôn. Rồi. Vâng. Chứ còn nói thẳng một câu, các anh, nếu các anh không tin, bất kể một cái vấn đề gì ở đất nước Việt Nam của chúng tôi, các anh cứ về đây tôi dẫn đi. Nếu rồi, cái gì các anh còn nghi ngờ. Anh Siêu, ở đây có cái Trần Văn Lịch là cũng là lính hải quân ngày xưa. Nên nói lại về vấn đề Trần sao một tí nữa. Vâng. Thì Trần Văn Lịch hiểu rất rõ. Hải quân ông nói rõ rồi. Đúng rồi, hiểu rất rõ rồi. Ông nghĩ là hai lính hải quân ông hiểu. Nhưng mà khẳng định một câu cho ông nói to ra cho ông chẳng hiểu cái gì cả. Ông nói lung tung. Bao nhiêu cái toàn xuyên tạc. Mà cái ông Ba Que là cái xuyên tạc là đứng nhất thế giới này. Tôi phải công nhận là cái xuyên tạc thì Ba Que phải đứng hàng đầu thế giới. Các bạn ấy, nếu mà các bạn tôi không nhìn thấy, tôi nhìn thấy là tôi lúc này. Vâng. Tôi nói thẳng đấy, công Ba Que nhá, công. Bởi nếu như công là người Mỹ, công không có tư cách để nói về Việt Nam nữa. Còn công muốn là người Việt Nam thì công phải đứng đắn đi để công về đây. Bây giờ nhá, tôi xin lỗi anh Trần Siêu cho tôi nói với Hùng Lân một tí. Tôi chưa nhìn thấy Hùng Lân, nhưng một số bạn đã nhìn thấy bảo là Hùng Lân hoặc một số bạn trong nhóm của tôi đã nói là Hùng Lân xúc phạm Bác Hồ rồi, thì Hùng Lân không bao giờ có cơ hội lên cái bàn tròn của tôi, không bao giờ mời đó. Hùng Lân đấy, tôi nói thẳng Hùng Lân thế. Nói chung là mình tôi và Hùng Lân đã xúc phạm Hùng Lân cho tôi không lốc luôn đây. Tôi nhìn thấy lốc nhưng mà tôi không nhìn thấy, nhưng mà một số bạn và nói nó nhìn không bao giờ giao lưu với Hùng Lân nữa. Đấy, nó đây là comment của nó nói đây ngay đây này, anh chắc là anh chưa nhìn thấy, nó chưa chạy đến ai cho anh. Vâng. Anh kéo lên anh thấy. Đấy. Kéo lên là thấy nó đấy. Rồi xong, ngủ lên nhá. Lốc cùng lên. Rồi. Cho nó ra, không bao giờ nói chuyện với nó. Riêng những thằng như thế không bao giờ thèm nói chuyện nó. Rồi, chặn ngủ lên luôn. Đấy cả. Thằng không thèm nói chuyện với cái loại người như nó. Không đúng. Không bao giờ. Trời ơi. Không bao giờ. Nói chuyện với loại người như nó, nói chuyện làm cái gì? Nó là một cái thằng coi như là Ba Que chính hiệu và mãi mãi suốt cuộc đời đời bố đời ông đời cha của nó cũng là Ba Que thôi, cho là cái loại bằng một cách con mắt tích cực thì ta nói chuyện, còn cái loại như Hùng Lân ta không thể nói chuyện nữa. Bây giờ đây những mình gọi là Ba Que, tức là những kẻ chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước thì mình gọi là Ba Que, mà đã là Ba Que là kẻ thù số 1 của anh em mình thì đã là kẻ thù thì mình không bao giờ nó không bao giờ coi như là kẻ thù. Mà bây giờ ví dụ là biết quay đầu lại thì là anh bạn bè anh em mình, nhưng mà nó mẹ xúc phạm Bác Hồ, nó không bao giờ trong tham gia chương trình của mình nữa. Đấy. Đúng. Là như thế, cái loại cho nên là mình bảo mê hứa là tuần sau mình mở bàn tròn mình sẽ mời nó lên, nhưng mà nó đã ở mức độ như thế này thì thực tế ra nó là thằng rẻ rách, không bao giờ xứng đáng nói chuyện mình. Nó không xứng đáng để nói chuyện. Nó nói thẳng, nói chuyện mình nó còn chưa xứng đáng, chứ đừng nói chuyện với nhà nước, với đảng, làm sao mà cái loại Ba Que chúng nó không bao giờ có tư cách, đủ tư cách để nói chuyện với người dân thôi, chứ đừng nói chuyện với đảng, với nhà nước, nó đòi hỏi đảng thế nọ, đảng thế kia. Nói thẳng đấy, tôi khẳng định một câu, thế nói chuyện với mình đây, mình còn coi thường chúng nó. Rồi anh ơi, nói chuyện với anh em. Vâng, anh Trần Siêu, hiện nay có Trần Văn Lịch lên thì mình anh nhiều diễn đàn cho Trần Lịch. Rồi, xin chào anh em, tất cả anh em trên diễn đàn này nhá, xin chào.